cái văn học khoa học thì nó gọi là cái nghĩa đen với nghĩa bóng. Nghĩa đen là theo từ ngữ, cái nghĩa bóng là nó ẩn ý bên trong, ý nói. Ví dụ như bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng các giống nhưng chung một vàng. Cái câu nói văn tự thì bầu bí, nhưng ý nghĩa ở đó, ý nói chú như thế nào, chú ở đâu, tôi như thế nào, tôi ở đâu, cũng đều là dân tộc Việt Nam, cũng chung xứ sở Việt Nam, là toàn kết thương yêu với nhau, là cái ý nghĩa, nghĩa bóng là chỗ đó. Còn vụ Bác Hồ nói không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp bể quyết giác làm nên. Có ai đào núi với lấp biển đâu, nhưng ý ổng nói con người chịu khó chí quyết thì sự việc có thể thành công. Thì trở lại cái câu mọi người hết 7 còn 3, hết 2 còn 1, đây là Thái Bình, hai bổn đạo thì đông, xuồng giông chở không đầy. Là ví dụ ổng nói lòng cái ở đây là tập ác, là 10 điều ác đó. 10 người hết 7 còn 3, có nghĩa là chú là người tu, chú phải loại 7 điều ác, rồi còn lại 3 điều. Loại từ từ mà, hết 2 còn 1, loại 2 điều, còn lại 1 điều. Thì có nghĩa là tu tiến lên từ từ, là mới ra Thái Bình là an lạc tâm, người đắc quả. Ví dụ ở đời, bây giờ mình bình luận vấn đề người tu ở đời, và cái sự nhận thức của ta cũng dễ bị sai lầm lắm. Cái ông đó có lần đi núi tham quan, chung một đoàn, cái ông đó ông đi giảng đạo, là quận đi ông giảng, quận diễn giảng, rồi ông tỏ ra đắc ý. Đắc ý như vậy, ông mới tự hào rằng, mình nói cái tiếng thế gian là tự cao, là ai muốn hỏi gì hỏi, tôi trả lời thông suốt hết, thì câu vẽ cho hơi tự cao. Cái tôi nói mới hỏi, xin hỏi ông ba câu. Câu thứ nhất, kêu ông diễn giải cái câu Long Hoa Hội ân cần lo lập, lập cho rồi. Lập lại đời thượng quân theo quy luật tuần hoàn, thì Phật Thánh Tiên xuống thế cai trị chúng sanh. Như vậy người hiền đức được sống đời thượng quân, còn cái người hung dữ thì chết với mọi, thì đành tội với mọi nhiều hình thức, là lâu qua hội ăn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Ông nói tam thập lục là 36, tam là 3, thập là 10, lục là 6, là 36 người. Không lẽ cái hội Long Hoa có 36 người sao? Ông giận dữ ngay chỗ đó hoài, nói ông bị phân tích như vậy là ông bị sai rồi. Phật ông lòng cái nghĩa tâm tánh ở trong, chứ lấy theo văn tự, theo tướng diễn giải là bị sai. Như vậy ý ông nói ở đây Long Hoa hội ăn cần lo lập, mình muốn tu đạt đạo đắc đạo thì đầu tiên là lập cho rồi tam thập lục nhân. Tam có nghĩa là cái tam độc của mình, tham sân si mình phải loại bỏ, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó. Thập là 10 điều ác mình đừng có làm. Lục là lục đăng mình không có nhiễm. Thì lập cho rồi tam thập lục nhân, thì mình đã làm xong những cái điều đó thì mình coi như mình tu đắc quả, được vô hội Long Hoa, chứ không phải tam thập lục là 36. Giải nghĩa theo văn tự là bị sai ngay cái điểm đó liền. Thứ hai nữa, tôi hỏi ông một câu thứ hai. Ông nói là, tôi hỏi ông đi chứ, Đức Quỳnh Vũ Chủ, ông nói chuyện thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Ông xưng ông là khùng, cùng điên, đặng chi? Cho tay nó đừng có chú ý tới. Ông giả khùng giả điên là cho tay đừng cứ để nó dập tắt cái tôn giáo, là chuyện thiên cơ khùng tỏ hết trơn. Như vậy là ông nói chuyện thiên cơ ông tỏ rõ hết trơn. Một đoạn thì ông nói đố lời truyền sấm như bài tổng đố. Như vậy là một cái thì ông nói tỏ rõ, một cái thì ông nói ẩn ý. Như vậy kêu yêu cầu ông giải nghĩa hai câu đó. Như vậy là ông giải nghĩa lớn quấn hồi, không có ăn vào đâu hết, có nghĩa là không hiểu được. Hai câu đó rõ ràng cỡ ý. Rồi thêm một đoạn nữa, ông nói như thế này: tu không cần lại cần quỳ. Còn một đoạn thì ông nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, sao mới được tòa chương dựa kế. Ý nói cúng lại sáng chiều đó là sao sẽ được tòa chương dựa kế. Ý nói được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc đó. Một đoạn thì ông nói tu không cần lại cần quỳ. Rõ ràng hai câu đó chỏi nghĩa. Như vậy yêu cầu ông giải nghĩa hai câu đó thôi, thì hình như giải nghĩa lớn quấn không am hiểu được cái sự việc đó. Là ra vẻ tự đắc tự cao, nhưng cuối cùng ông không am hiểu lời của Phật. Chỉ dạy là ổng nói thiên về cái nghĩa bóng không, chứ không có theo cái nghĩa đen theo văn tự. Diễn giải theo văn tự là bị sai. Sẵn đây tôi kể cho chú nghe một cái câu chuyện giảng đạo. Ông, những người tôi kể đây là thuộc về bậc thiền sư tu đắc quả không? Ông Nguyệt Khê Thiền Sư, ổng ra đời tại đất nước Ấn Độ sau thời Phật Thích Ca. Ổng là tỏ ra cái người rất là thông thái về Phật tánh. Như vậy là ổng sáng tác trên 300 bộ kinh để dạy người đời tu hành.
ổng giảng trên một ngàn bộ kinh lâu đời mà người ta không hiểu. Ý nói cái công trình của ổng rất là vĩ đại. Yeah. Dân chúng ở đất nước Ấn Độ nó tôn kính ổng như một vị Phật sống. Thì ổng giảng đạo từ đất nước Ấn Độ qua tới đất nước Trung Quốc, đi tới đâu tai tiếng là rất là cao thượng. Có một hôm cũng theo thường lệ, ổng đứng ổng giảng đạo. Thì có một cái vị thường dân chứ không phải sư tăng. Dạ. Bất cứ ông dạy chỗ giảng đạo chỗ nào cũng sư tăng rồi thường dân hàng hàng lớp lớp để mà nghe ông giảng đạo. Cái có một vị thần dân mới đứng dậy hỏi. Dạ. Dạ thưa thiền sư, lời của Phật ghi lại để chỉ dạy chúng sanh, cái nghĩa bao la như trời biển, chỉ người minh tâm kiến tánh mới biết được hết nghĩa. Còn tâm phàm phu sanh diệt không thể nào hiểu hết lời của Phật. Minh tâm kiến tánh ở đây là lời ý kinh điển nói là người tu đắc quả Phật tánh đó. Yeah. Như vậy thầy là chúng sanh tâm phàm phu, như vậy có phải thầy giải nghĩa theo đông ra tây nam ra bắc phải không? Yeah. Có nghĩa là giải nghĩa sai đó. Như vậy là cuối cùng thiền sư lớn vấn mà từng thông thái từng giảng kinh từng ra kinh mà cuối cùng bế tắc cái câu đó. Cái trả lời đúng có nghĩa là giảng sai đó, đông ra tây nam ra bắc là sai. Yeah. Cái vị thường dân đó mới hỏi một câu thứ hai. Dạ thưa thầy, lời của Phật ghi lại để chỉ dạy chúng sanh không mang tính chất chủ tướng. Thầy dùng, thiền sư dùng tướng để diễn giải có phải sai với chánh pháp hay không? Ông trả lời được, cuối cùng ông ơi đúng rồi. Dạ. Phải là sai chánh pháp. Cũng như ông nói 10 người hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra thứ bình, tôi mới diễn giải chú nghe là ý ông nói tập ác lại lần lần. Thì yeah. Cuối còn lại 1 là sắp an lạc tâm, là dắp tắc quả, là thế bình. Chứ đâu có nói 10 người, cái đó là tướng. Yeah. Có phải là thiền sư giải là nghĩa dùng tướng thế gian diễn giải là sai với chánh pháp phải không? Cuối cùng ông phải trả lời phải là hai câu. Yeah. Câu thứ ba nói thầy chưa biết, thiền sư chưa biết được căn cơ của chúng sanh. Yeah. Có nghĩa là người thì trí thức tiểu thừa, người trí thức trung thừa, người trí thức đại thừa, chưa biết được trình độ căn cơ của chúng sanh mà thầy đem cái lý tiểu thừa thầy thuyết. Yeah. Thì chẳng khác nào tiểu thừa là bậc thấp, còn người đại thừa bậc cao. Yeah. Chẳng khác thầy coi người ta cũng như là thấy lưu ly mà tưởng đâu là thủy tinh. Lưu ly là vật quý giá trên trời mà tưởng như thủy tinh. Thấy Dũng Châu mà tưởng như biển cả. Thấy biển cả mà tưởng như Dũng Châu. Như vậy có phải là sai hay không? Cuối cùng ông trả lời đúng. Ba câu trả lời cũng được. Cái công trình ổng thuyết pháp ra kinh giảng, thiên người đời tu hành, tai tiếng lần lẫy, cuối cùng một vị thượng dân hỏi ba câu không trả lời được. Cuối cùng ổng mới suy nghĩ như thế này. Cái công trình mình quá vĩ đại. Yeah. Mà ngày giờ này một vị thượng dân hỏi ba câu mà mình trả lời không được. Yeah. Thì nói đúng ra là Phật tánh mình không có khai mở gì hết, không hiểu biết gì hết, mới bị bế tắc. Cuối cùng ông bỏ cái công trình tu luyện ổng. Yeah. Ổng mới đi tìm một số ông sư tu ẩn thân, rồi mới học hỏi cái đường hướng tu. Cuối cùng sao ông tới đắc quả. Yeah. Ý nói cái giảng đạo mà là theo cái từ ngữ là bị sai, sai chánh pháp hết trơn. Yeah. Là cái nghĩa nó rộng bao la. Còn tôi kể chú nghe, có một bữa ông không dám đích danh, ông tu thọ giáo quy y theo Đức Quỳnh Vũ Chủ Phật. Yeah. Cái Hòa Hảo đó. Yeah. Thì Đức Quỳnh Vũ Chủ ông mới nói như thế này: chữ lục tự trì tâm bất diễn. Yeah. Thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ý nói lục tự là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì lâm nguy có người cứu. Hai ông nói lòng 6 chữ Di Đà không ngớt thì nạn tai thoát khỏi như không. Là ý nói nếu niệm Phật liên tục thì nạn tai thoát khỏi. Ông này ổng quy y theo Phật giáo Hòa Hảo mà thường ổng lớn tuổi rồi, nói đích danh thì nó kỳ. Thường ổng niệm Phật suốt hoài, lại lại ổng nói với tôi. Thì có một hôm ổng với người bạn ổng đi lên trên Châu Đốc. Thì đi tới hơn nửa đường, nó trên huyện Châu Thành rồi, cái bị xe đụng, ổng gãy ở trên cái tay hai khúc với cái chân khúc. Thì mấy tóc hành chở ổng vô cái bệnh viện Châu Đốc. Yeah. Hai ngày để băng bó vết thương. Nhưng mà nhận thấy cái nghiệp vụ của bệnh viện Châu Đốc nó dở, có thể lâu lành hoặc có sự cố. Qua ngày sau con cháu ổng mới trở về nhà đang chuẩn bị đi ra bệnh viện Chợ Rẫy cho nó lẹ. Thì qua cách có một ngày, qua ngày sau là chở ổng về, thì gần tới thốt nốt hết xăng đi, mới quẹo vô cây xăng đổ xăng. Thì chở ổng ở đằng sau, vừa quẹo ra đảo chiếc xe ra lộ, thì chiếc xe ở đằng sau nó xúc tới té một cái nữa, gãy thêm một khúc trên cánh tay nữa. Mà lời ổng nói ổng ra đường là ổng niệm Phật liên tục, mà ba bữa bị xe đụng hai lần. Tôi lấy cái điển hình thực tế luôn đó, ý cuộc sống.
Rồi như vậy ông Phật ông nói chữ lục tự chỉ ta bất diễn, thì Lâm Nguy có kẻ cứu mình hay là lòng sáu chữ Di Đà không ngớt thì nạn tai thoát khỏi như không gì á. Té ra ông nói gạt mình sao? Không có gạt đâu, tại vì mình nhận không có đúng lý. Đức Quỳnh Vũ Trụ ông dạy cái đạo lý rất là rành mạch. Ông nói gì nè, đành đằng nợ thế trả chưa xong, để ý nó cái nghiệp mình còn đó mà biết ăn năn sửa lấy lòng, là mình biết sửa cái lòng dạ, niệm chữ Di Đà tan chữ nghiệp. Thiền từ thầy rước tại non bồng, là ý nói mình phải sửa tâm sửa tánh trước. Chứ mình không sửa tâm sửa tánh, mình còn đầy một đống tội lỗi mà mình niệm Phật ai đổ cho mình? Không ai đổ cho mình hết. Là ý nói cái cao tâm sửa tánh là cái câu đó đi trước, là đành rằng nợ thế trả chứ xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, cái sửa lòng dạ đi trước, thấy không? Niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp. Thành ra mình còn làm nhiều điều tội lỗi, nghiệp chứ mình còn đầy dễ niệm ai đổ mình, phải sửa lòng dạ trước. Hay là một đoạn khác ông nói như thế này: lòng thương chúng thiết phương tịnh độ. Ông thương chúng sanh mà ông thiết cái pháp môn tu tịnh độ, tôn thầy ông ơn. Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chú thấy cố chí làm lành đi trước không, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, cùng tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mây đồ với cuộc luân hồi. Là ý nói ông dạy rất là rành mạch. Là phải sửa tâm sửa tánh trước. Thường người đời người ta hay nói niệm Phật như đá đè cỏ. Là cái đó đúng. Đúng là gì? Có nghĩa là cái tâm tánh mình còn nhiều điều tội lỗi, mình niệm Phật không ai độ mình. Cũng như cái cục đá mình đã dành trên bụi cỏ, thì cục cỏ nó trụ hình nó nằm đó, thì lăn cục đá ra khỏi thì cỏ nó xỏ lên. Là ý nói cái tâm tánh mình còn niệm điều sái quấy, mình niệm Phật để chủ cái tâm đó, tới chừng nào buông cái niệm Phật ra làm điều sái quấy. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ổng cảnh giác rất nhiều cái trường hợp đó. Ổng nói vô chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé. Là ý nói vô chùa cái cảnh ngang ngôi ngút Phật nhóc trên cái lại tá lả, nhưng ra ngoài đời thì làm rất nhiều điều ác. Hay ổng nói một câu nữa, ổng nói làm buồn mượn thấy bút nghiêng. Là ổng buồn, ổng lấy cây bút là cái viết á, viết cho bá tánh, ổng truyền bá đạo, bất thiện lo tu. Thương đời chứ chẳng kiếm xu, buồn cho bá tánh hết mù tới đuôi. Thì nếu người đời theo cái văn tự mù đuôi thì có một ý rang có gì đâu khác. Nhưng ý ổng nói ở đây, cái người đó nào giờ hung ác, làm nhiều điều sai quấy, bắt đầu ngộ nhận được cái đạo lý, ăn chay, tu hành, làm điều xã hội. Còn có tương yêu nhau là bắt đầu con mắt sáng ra, nói về mặt đạo lý. Thì trong đời tới hoài, sau một thời gian đời không tới, cái bắt đầu xa ngã trở làm điều sái quấy là đuôi lại. Là ý ông nói gì? Ông cảnh báo người thế gian hay rơi vào hoàn cảnh đó. Rồi ông mới nói một câu thứ hai: mà giả chẳng nguôi. Là ý nói ông giải đạo nhiều nhưng mà trong lòng ông không nguôi. Việc tu bá tánh bắn lùi như tôm, là tôi đi ngược đó, con tôm đi ngược không mà bị cái đầu nó càng me không, nó đi đi trái được, đi lui không, ở vậy luôn không mà. Việc tu bá tánh bắn lùi như tôm là tôi đi ngược đó. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người, mới cúng lại hồi tối tưởng Phật đó, là tới sáng ra làm điều ác rồi. Ông cảnh báo thế gian, mà nhất thọ cái thời của Đức Bổn Sư, bề ngoài thì đổi lốt là tu hành, nhưng thật ra không còn gì tu hành, làm nhiều ác đức chạy theo thì của vật chất không. Là ông cảnh báo người thế gian hay rơi vào hoàn cảnh đó. Rồi ông nói ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bảy núi cười thầm sư mang, nói rằng lòng chẳng tham sang, mà còn ham của thế gian làm gì. Cái chân lý của nhà Phật thì lo tu hành để đắc quả, không ham của tiền. Đi khất thực phải cho nhiêu ăn nhiêu, hết đi khất thực nữa, mà hãy cúng tiền nhiều thì như mừng. Ông đánh vào cái tư tưởng của cái người đời, nó lâm vào một cảnh đó là dối thế. Cái người dối thế rất là nhiều. Tôi ở đây tôi kể cho chú nghe một cái sự việc, là tôi nói mấy ông thiền sư này là thiền sư ở thời xưa không. Ví dụ ông thiền sư Thiên Nhiên, là ổng là tên là Thiên Nhiên, nhưng quê ổng Đơn Hà. Người ta hay dùng tới thời nay, người ta gọi là thiền sư Đơn Hà. Là nhưng thật ra tên ổng Đơn Thiên Nhiên, ổng quê ở Đơn Hà. Thì ví dụ miền Nam, miền Tây mình có một cái chùa lớn, mà ngày xưa chùa chiền rất nhiều, mà tu theo hạnh chân chính không à. Như vậy là sư tăng vô thọ giáo thiền sư tu hàng ngàn người. Cái ở miền Trung có cái chùa cũng vậy. Cái lâu lâu ông thiền sư trong này mới ra ngoài miền Trung, thì cái ông thiền sư ở ngoài ông tiếp đãi lo ăn ngủ, ông tiếp đãi lo ăn ngủ. Như vậy là mới trao đổi như con đường tu hành. Là gọi là tham vấn con đường tu hành. Như vậy ông thiền sư trong này ra ngoài ngủ, nửa đêm trời lạnh quá đi. Cái ông ngủ không được, cái ông Trung ra, ông dòm giáo giác trong cái chùa, ông thấy trên bàn chính điện có cái tượng Phật Thích Ca rất lớn.
bằng gỗ. Cái ông đem xuống bữa ra, ông đốt cái đống ung dưới giường ngủ cho nó ám đặng ông ngủ. Cái sáng, cái ông thiền sư ngoại ông nói, ủa sao ông dám đốt cái tượng Phật? Ông nói ông đốt đặng ông tìm xá lợi. Bởi vì cái câu trong kinh nói Phật là xá lợi hiệu vô sanh, khi tịch diệt rồi thì cái xác Phật thành xá lợi. Cái ông thiền sư ở ngoài ông mới nói, cái này là gỗ, cái tượng Phật bằng gỗ đâu phải là Phật thiệt đâu xá lợi. Ông nói vậy hả, gỗ hả? Là ý ở đây mấy người đó là ông đốt tượng Phật đó, sau này ông đắc quả, là ông khai thị cho chúng sanh đời sau này biết. Đừng có chạy theo tượng xi măng, tượng gỗ, cái đó là Phật giả chứ không phải Phật thiệt. Ở trong kinh nói, mà người đời tới ngày nay còn nhắc nhở, cái đó là ổng khai thị cho mình biết, đặng chứng chạy theo đó, là Phật giả chứ không phải thiệt, Phật thiệt. Trong kinh thì nói nhất thiết khi tâm tạo, ngoài tâm không có Phật. Hay là đi tìm Phật, chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ. Con thỏ đời nào có sừng, mận rùa đời nào có lông. Mà nếu có Phật đi chăng, Phật trong giấy mực, Phật trong kinh điển, Phật trong tượng hình, Phật trong tượng gỗ xi măng là Phật giả, chỉ Phật tại tâm con người mới Phật thiệt. Còn Đức Quỳnh Điếu Chủ ông cảnh báo như thế này là Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây giới củi, đắp xi măng, sơn phết đặt tên, ngục A Tỳ dự kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Để nói tạo tượng Phật để lấy đồng tiền người ta, thì kẻ tu hành giả dối. Ông nói ngục A Tỳ dự kế một bên, Phật tại tâm chứ có đâu xa. Là ông cảnh báo người đời hay có cái vụ đi núi non đi chùa điền để tìm Phật. Mà kinh điển cũng cảnh báo luôn là đi tìm Phật bên ngoài chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ. Nếu có đi chăng là Phật trong tượng gỗ, tượng xi măng, trong giấy mực là Phật giả, Phật tại tâm của người mới là Phật thiệt. Thì ông thiền sư Thiên Nhiên ông khai thị cho chúng sanh biết, đừng có chạy theo tượng Phật đó. Là rồi tôi kể một cái câu chuyện tiếp thứ hai, là ông thiền sư này ông cai quản một cái chiều lớn, sư tăng thọ giáo tu rất là nhiều người. Như vậy là có một hôm ông thư đó, ông tăng đó, ông tu 13 năm. Ông mới lên ông hỏi ông thiền sư, ông nói dạ thưa thầy, thế nào là Phật? Thì ông thiền sư ông nói sáng xúc miệng, chưa ăn cơm, chiều tắm tối ngủ. Cái ông tăng này ông đứng chơi chơi hoài. Ông thiền sư ông hỏi chứ lãnh hội không? Là cái tay từ của Phật pháp còn ở thế gian nó hiểu không đó? Ông tăng ông lắc đầu, ông nói không lãnh hội. Ông mới đuổi về tu tiếp. Ý nói Phật pháp thì không có diễn giải, không có giải nghĩa, vì không mang tính chất vũ tướng. Nhưng vì người không hiểu biết, tạm mượn cái văn tự để diễn giải thôi. Rồi bây giờ tu chừng nào trí huệ khai mở thì tự hiểu chứ, thiền sư không có diễn giải. Đuổi về tu tiếp chừng nào trí huệ khai mở thì nhận được thôi. Như vậy ý ông nói ở đây là sáng xúc miệng, chưa ăn cơm, chiều tắm tối ngủ là cái hoạt động sống của mình hàng ngày đó. Là phải làm như vậy. Nhưng mình không có làm điều sái quấy, không có mê nhiễm là mình có Phật tánh. Ví dụ tôi nói chú, hồi sáng tới giờ chú không có làm điều sái quấy, trong không chú không có mê nhiễm, thì chú đã có được Phật tánh sáng tới giờ. Bởi vậy mới nói Phật với chúng sanh cách nhau bởi một niệm. Là ý nói nếu tâm tà chú niệm Phật là chúng sanh, còn chú tâm thiện chú niệm niệm Phật là Phật. Còn ông thanh sĩ thì ông nói niệm một tiếng Phật còn 10 tiếng ma. Là ý nói cái tâm điên đảo, tâm loạn hay là ngộ gục lên gục xuống, ông cảnh báo cái chỗ đó. Niệm Phật phải đúng nghĩa của niệm Phật, chứ không phải. Như vậy là ý ông nói trong hoạt động sống hàng mình, hoạt động hàng ngày của mình không mê nhiễm, không làm điều xấu ấy là mình có Phật tánh. Chứ không phải Phật ở trên chính tầng mây, không phải Phật ở trong chùa chiền, không phải Phật trong kinh điển, không phải Phật trên non núi một nơi nào quyền bí, mà Phật tại tâm con người. Nếu con người cũng là không có mê nhiễm, cũng như Đức Quỳnh Diệu Chủ nói địa ngục cũng do tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Còn ông Lục Tổ thì ông nói như thế này: tối ngày giữ cho tâm thanh tịnh hoài thì là cái bệnh vô ký không. Đã nói cái bệnh thì không phải là tu, là cái tu thiền là nó lấy cái bộ não kiềm cái tâm cho thanh tịnh. Cái thứ hai là tối ngày ăn chay cũng lại không biết tới chuyện gì với ai chứ, thì ông nói cái bệnh không chấp. Còn ngồi trong cái am cái cốc gục lên gục xuống hoài thì ông là cái bệnh đầu xương thối, ngồi hoài ý thối đầu xương. Còn mà cái niệm Phật hoài thì ông la cái bệnh bất đảo đơn, là điên đảo, ngồi gục lên gục xuống, buồn ngủ cũng gục lên gục xuống đó. Lúc đó cái tâm không còn tập trung, không thanh tịnh nữa, mà nhớ cái vụ ngủ, nhớ vụ nhức mỏi không à. Cái đó như đá đè cỏ đó. Như vậy còn Đức Quỳnh Giáo Chủ ông nói qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa am làm gì, tu không cần chùa.
Rồi ông nói tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người, là tu đầu óc không cần phải cạo. Rồi ông nói tu hành bất lưỡng mặn chay, chay được tánh cái tâm mới quý, tu không cần ăn chay. Rồi ông nói tu không cần lại cần quỳ, ngồi đó cũng sửa, vậy thì mới mau. Như vậy Lục Tổ nói bốn điều đó, Đức Quỳnh Tiểu Dũng nói bốn điều, như vậy tu là tu làm sao? Như vậy nhiều ông giảng đạo nói tha tha bất tiện, tôi hỏi như vậy tu làm sao? Thì dường như không có ai trả lời được. Cái chân lý của nhà Phật là như vậy. Còn các vị tổ nói gì nè, một đạp chở tung vô lượng cõi, nhắc tay thu trọn cả đất trời, có nghĩa là mình ngộ nhận được cái lý thì mình có Phật tánh ngay. Còn nếu mà tu công trình vĩ đại, thậm chí gian khổ luôn mà lạc đường hướng, thì thuộc gì với tà sư ngoại đạo. Là còn Lục Tổ thì ông khai thị rất là nhiều. Ví dụ như nói ông Địa Tạng Vương thì ông tu đắc quả Phật, ông có cái lời thệ nguyện khi nào ông cứu độ chúng sanh, không còn một người dưới cửa ngục Kim Dương thì ông mới về nhập Niết Bàn. Cái lời thệ nguyện ông lớn, cho nên là ông làm giáo chủ cõi Diêm Dương, là Địa Tạng Vương, mà vô thỉnh thoảng chúng vô chùa mấy cái thiền viện, cái người cởi sư tử ra là Địa Tạng Vương. Thì ở dưới Diêm Dương thì 10 ông vua là thập điện, thập điện đó là cai trị 10 cái cửa ngục, mà trong mỗi cái cửa ngục có hàng trăm hàng triệu cái cửa ngục nhỏ, tội nào xử lý tội nấy. Như vậy ông Lâm Tự Kỳ ông bị bắt lầm cái hồn xuống dưới đi, rồi sẵn Diêm Dương mới đi dắt coi mấy cửa ngục tội lỗi, đặng ông về thế gian ông truyền bá lại cho dân sợ, đặng lo tu hành. Mà cho ông uống cái thuốc để ông về thế gian, ông tỉnh ở thế gian thì cái xác ông chết như đi thiếp đó, ông tỉnh lại và ông nhớ tất cả những điều với Địa Tạng Vương. Thì ông mới nói như thế này, ông nói tôi nói cái đoạn này là trong kinh của Địa Tạng Vương. Ông nói ông Lâm Tự Kỳ ông nói sao gọi tu thiền niệm Phật ăn chay, là ở thế gian nói tu thiền là niệm Phật ăn chay. Thì Đức Vua Tần Quảng phát ngay, là vua Tần Quảng là vua cai quản một cái cửa ngục dưới quyền của Địa Tạng Vương đó. Bày ra niệm Phật ăn chay để sửa lòng, niệm Phật ăn chay là để sửa lòng dạ chứ không phải tu. Ông nói ăn chay không ít Thế Tôn, ăn chay thì không có lợi ích cho Phật Thích Ca là Đức Thế Tôn, công chi với Phật mà hào nghĩ chay. Ăn chay không có công gì Phật, đừng nghĩ mình ăn chay. Dẫu cho niệm Phật đêm ngày, ít chi cho chúng rằng hay tu hành. Niệm Phật ngày đêm cũng không có lợi ích gì cho chúng sanh, đừng cho rằng con đường đó tu đó là hay. Phép tu gốc tại làm lành, cái làm lành là cái gốc tu. Đừng dương việc giữ thời thành xưa nay, dẫu cho niệm Phật ăn chay, tránh lành làm giữ tội đại đỏ sao. Mới giam mấy sải không lâu, hòa thượng thỉnh cầu niệm Phật ăn chay. Ở thế gian ở chùa chiền làm sư sải, niệm Phật ăn chay xuống dưới bị giam địa ngục. Ông mới nói tiếp, bởi vì lòng chẳng tịnh tánh chẳng ngay, lòng không thanh tịnh tánh không ngay thẳng, đời đời niệm Phật rồng chay cũng cầm, suốt đời niệm Phật ăn chay cũng bị cầm địa ngục. Ngũ lưng tu nhất chớ lầm, ngũ lưng là nhân lễ nghĩa chí tính, cũng như hồi nãy tôi đã diễn giải mấy vị Phật đã dạy là tam can ngũ thường đó. Chay bố thí niệm thầm thứ hai là ý nói mình ăn chay, mình bố thí làm từ thiện rồi niệm Phật, thì lúc đó Phật mới độ mình, là mới có cái nghĩa. Chí tại tâm chẳng tại tài, lòng chay khó lắm miệng ngoài có chi. Cái lòng thiện rất có, còn cái ăn chay là chay thật thôi. Lòng chay khó lắm miệng ngoài có chi, cái miệng nói không có được gì hết, cái lòng chay lòng thiện mới tốt. Một đồng nhà khó tí đi, là cái nhà khó là nhà nghèo, bố thí một đồng cũng bằng giàu có thí thiện một phen. Là giàu có thì tí một khoản tiền lớn bằng nhà nghèo bỏ ra 1 đồng bố thí, chứ không phải thấy người ta bố thí 5 triệu 10 triệu mình bỏ 5 ngàn 3 ngàn, có phước, cái phước rất lớn bị mình nghèo. Giàu sang một bữa chai tiền cũng bằng nghèo khó chai liền một chăn. Cái người giàu đầy đủ tiền của cao lương mỹ vị mà họ trị trí ăn chay bữa là cái nghĩa rất lớn. Còn nhà nghèo ăn rau tương là chuyện bình thường, cho nên nói là già xào ăn chay một bữa bằng nhà nghèo ăn chay một tháng, là cái kinh của Địa Tạng Vương. Còn ví dụ như ổng nói là cái nghĩa rất là bao la. Ví dụ như bây giờ về nguyên tắc của Phật Pháp, Đức Quỳnh Vũ Chủ ông không cho bàn thiên cơ thời cuộc. Bàn thiên cơ thời cuộc, bàn đúng cũng có tội, bàn sai cũng có tội. Là vì lý do gì? Ví dụ như bàn đúng là bắt đầu các phong trào nó linh nghiệm, quần chúng theo rần rần rộ rộ, thì bắt đầu ví dụ nói tay đi, nó đàn áp phong trào liền, là không nên bàn. Còn bàn sai, sai với chánh pháp, thì người ta làm điều điều sái quấy, bắt đầu làm cho không tin tưởng nền Phật giáo nữa, là làm hoại nền Phật giáo cũng có tội. Cho nên bàn đúng cũng có tội, bàn sai cũng có tội. Như vậy là có một lần ông Đức Quỳnh Vũ Chủ ông né cái sự đàn áp của Tây, ông ra ngoài Sài Gòn ở ngoài, ông với một số tín đồ, cái có một hôm mấy ông tín đồ mấy bàn đời tới
Đức Quỳnh Chủ trên lầu vừa xuống, ổng mới trấn an liền. Ổng nói, tôi nói đời tới là gì? Là khi nào miền Trung, miền Bắc hết nạn đói và Tây rút khỏi hết đất nước Việt Nam mình thì lúc đó là đại tới. Ông nói đúng mà chẳng đúng. Đúng là gì? Có nghĩa là ông trấn an quần chúng để cho đừng có bàn nữa, nó không có tốt. Là còn chẳng đúng là nói câu gì không có đúng. Có nghĩa là mình không có bàn thiên cơ thời cuộc được. Tới đâu hay tới đó, mình nhiệm vụ mình lo tu hành. Là cái người tu là vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Là ý nói mình không có hy vọng đắc quả, hy vọng đắc quả là còn trụ. Vô sở cầu là không cầu điều gì hết. Vô sở sợ mình theo Phật pháp thì mình không sợ điều gì hết, theo là chánh lý thì không sợ điều gì hết. Cho nên là ổng giải cái nghĩa đó, ổng nói cái nghĩa rất là thâm sâu. Ổng nói là đời tới vậy nhưng mà thật ra không phải, mà mọi hình thức bàn thiên cơ thời cuộc dùng cái sự chết chóc đe dọa sinh mạng người ta là sai với chánh pháp hết. Ví dụ thời gian trước có một thời kỳ nó có một cái bài mà nó đồn tối trời tối đất chết hết. Ông Đức Quỳnh Diệu Chủ sau này ông mới chấn chỉnh lại, ông nói gần đây lắm kẻ ngoa chèn là chuyện miệng với nhau đó. Một bài sánh ngữ nơi miền Hậu Giang, cái tỉnh Cần Thơ này hồi trời trước nó là Hậu Giang. Nói rằng tháng 8 tai nạn, tháng 8 có tai nạn, tối tăm trời đất tan quan cửa nhà, là nói tối tăm trời đất quẹt không trái, đói khát chết hết trơn. Kẻ gần cho tới người xa, từ trong thôn giả mới ra thị thành, hại cho quốc kế dân sanh. Là ý nói cái kế sâu hiểm độc của cả nước chứ không phải là cái chuyện vừa của quốc gia. Ruộng đồng tươi đẹp mới đành ngó lơ, người ta đương mần ruộng mà nghe nói đời tới tối trời tối đất chết hết, người ta buông bỏ cái chuyện mần ăn của người ta. Họ mới kết luận thương thay những kẻ ngu khờ, những cái người trí thức kém, người ta mới nghe theo cái tin đó, lầm mưu gian cá ngẩn ngơ u sầu. Cái mưu gian cá hỏi rằng sắm ở nơi đâu, nói ông Hòa Hảo làm đầu bài ra. Nó nói Đức Quỳnh Chủ nói ra người ta mới tin. Buộc lòng tôi phải đính hoa, lúc đó đổ thừa cho ổng, ổng không nói được. Rồi sau ổng mới chấn chỉnh lại, ổng mới cho trong toàn quốc gần xa được tường. Ấy là chuyện qua đường của bọn phá hoại chủ trương hại mình. Tại từ cái chỗ đó cho nên cái đạo lý nào cũng khuyên con người lo ăn hiền ở lành, đoàn kết thương yêu đồng bập lẫn nhau. Chứ không phải dùng cái sự chắc chóc để đo đe dọa sinh mạng của người ta. Là cái đó trái về đạo lý, là kẻ phá đạo. Ông kết luận một câu của bọn phá hoại chủ trương hại mình. Thành ra ở xã hội cũng không thiếu gì người khi nói cái vụ này chết chóc phá đời tới này, nó cái đó là trái với lực đạo hết trơn. Rồi tiếp tục tôi sẽ nói tiếp cái là cái thực tế trong cái cuộc sống. Là Đức Thầy thì ông nói Đức Quỳnh Chủ và cái Hòa Hảo đó, là ông nói cái câu nào cũng cái nghĩa tiểu thừa có, đại thừa có.